Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2017. Thứ tư, Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Bài đọc hôm nay có tên là Maria ở lại độ 3 tháng. Lời Chúa trong sách Luca chương số 1 câu 39 đến 56. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở mừng vui, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dập tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bề những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Lời suy niệm. Từ Nazareth, chị Maria đã phải đi 160 cây số để đến nhà ông bà Mark Zacharia. Ngày nay người ta cho rằng nhà của ông bà tư tế này là ở En Kerem, một ngôi làng nằm trên đồi vây bọc bởi những cây ô liu và vườn nho, cách Jerusalem 6 cây số về hướng tây. Cuộc hành trình vất vả dài như cuộc hành trình lên đền thánh. Chị Maria không đi một mình, chắc chị đi với một người bà con. Hơn nữa, chị đi với Giêsu đang lớn lên trong lòng chị. Khi nghe sứ thần nói, bà chị hỏi Elizabeth già nua đang mang thai. Maria thấy mình có bổn phận phải vội vã lên đường. Chị muốn đem đến cho bà Elizabeth sự hiện diện của chị. Một sự hiện diện khiêm tốn và lịch sự. Chị đã mở lời chào khi bước vào nhà ông bà tư tế Zacharia. Chúng ta không rõ Maria đã chào như thế nào, nhưng lời chào của chị đã làm bật dậy nơi bà Elizabeth một chuỗi những âm vang mạnh mẽ và bất ngờ. Tai vừa nghe lời chào của cô em Maria, Elizabeth thấy thai nhi trong lòng mình nhảy lên vì vui sướng. Lập tức bà được đầy tràn thánh thần. Thánh thần đã khiến bà nhận ra những mầu nhiệm lớn lao đang diễn ra trong cuộc hạnh ngộ ở đây, vào giây phút này. Elizabeth lớn tiếng ca ngợi Maria là người phụ nữ diễm phúc nhất. Maria có phúc vì được chọn làm mẹ sinh ra đấng cứu độ, và vì đã tin Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với mình. Ngỡ ngàng và ngây ngất trong hạnh phúc, Elizabeth kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa của tôi đến với tôi thế này? Như thế mầu nhiệm ẩn kín nơi chị Maria, bà Elizabeth đã biết. Ngược lại, khi thấy bà chị họ của mình mang thai, Maria xác tín hơn vào những lời sứ thần đã nói với mình. Một sự hiện diện mang tính phục vụ.
Maria đã ở với bà Elizabeth được 3 tháng để giúp bà trong lúc sinh nở. Tất cả những việc trong nhà hẳn chị Maria đã tận tâm chu tất khi chị nhận mình là nữ tỳ của Chúa. Khi bà Elizabeth gọi chị là mẹ của Chúa tôi, thì chị lại trở nên nữ tỳ phục vụ bà chị họ cao niên. Sự hiện diện của chị đem lại cho cả nhà niềm vui và hạnh phúc. Giêsu vẫn lớn lên từng ngày trong chị và chị cảm nhận điều đó. Lời ca Magnificat chẳng phải chỉ được cất lên một lần. Lời ngợi khen ấy thấm nhuần cuộc sống của chị. Mãi mãi chị là nữ tỳ hèn mọn được Thiên Chúa cúi xuống. Và chị biết mình cũng phải cúi xuống để phục vụ tha nhân. Mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta hàng ngày đều có tính linh thánh. Trong niềm vui của Thánh Thần, ta vừa cho đi vừa nhận lãnh, vừa ngợi khen Chúa, vừa phục vụ con người. Ước gì chúng ta thấy mình lớn lên nhờ dám mở ra để gặp gỡ. Lời cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isabel rồi đi Bethlehem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng, mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng. Từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa, chúng ta thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa, có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.